Quê Bắp xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Quê Bắp đang có mặt tại ngôi chùa khá là nổi tiếng, đó là ngôi chùa Phúc Long. Đó đã được tọa lạc tại Phú Lãng, một làng nghề, một làng gốm rất chi là nổi tiếng của Bắc Ninh. Thì bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng vào tham quan và chiêm bái ngôi chùa. Chính nơi đây, ngôi chùa đã được hình thành vào thế kỷ thứ 17 và thứ 18, và chính ngôi chùa ở thời điểm đó đã được in sách Phật giáo Việt Nam. Thì bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng vào tham quan ngôi chùa cổ này nhé. Xin mời quý vị các bạn. Chúng ta đang có mặt tại cổng tam quan của chùa Phúc Long các bạn ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cổng tam quan thì cũng đã được xây dựng khá là cổ kính và led các bạn. Cũng có 3 lối vào và thậm chí là 4 lối vào. Thì bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy vào tham quan. Vào thế kỷ 17 và thế kỷ 18 thì chính nơi đây cũng đã là nơi in sách Phật giáo Việt Nam các bạn. Khi chúng ta vào cổng thì có hai bên có hai con bia đá, và đây chính là nơi mà đã tồn tại các bạn ạ. Đây là một thời gian lâu quá thì không biết là đây là chú chó đá hay là chú yêu đá ở tại ngôi chùa còn lại các bạn ạ. Đây còn là dấu tích. Máy quay hãy quay gần lên một chút để cho khán giả biết rõ và hình dung ra, và thời gian cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì các bạn chúng ta hãy cùng vào tham quan. Vào cổng đền tham quan thì với đây là một cái led trưng của ngôi chùa, vẫn có một bức cuốn thư các bạn. Đây là cuốn thư có in hình nhà chùa, cũng có in nhà chùa cũng có để một ít gốm. Đây là chính là gốm của làng nghề các bạn, là gốm làng nghề. Chúng ta hãy cùng tham quan một chút. Trong đó thì tranh của làng nghề các bạn. Đây, cái này cũng bị bong mất rồi. Đây là chính là làng nghề Hà Thành đã in ấn và tạo dựng cho ngôi chùa các bạn. Và bên này là một nơi tháp cũng có hòn non bộ ở đây, khá là đẹp. Đây chính là nơi tháp. Tháp này thì không phải là xin tưởng niệm, ở đây thì chúng ta không được ép vào, thì chúng ta chỉ tham quan ở ngoài thôi các bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng qua bên này, qua bên này một chút. Hai bên cây này thì hoa đại là khá là đẹp các bạn ạ. Hôm nay là vào ngày chủ nhật đấy các bạn, nên là chùa thì có mưa, ở trên đỉnh kia thì cũng có theo tháp chuông. Bên này thì cũng còn một chút cái hòn loan bộ ở đây các bạn. Đây cũng có bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây có đúc ba vị quan, và hai bên là thì đây chính là tháp mà cũng mới được trùng tu xây bằng đá lại. Đây là nơi tháp cổ các bạn, mới được trùng tu và xây dựng lại. Ở chùa có không gian khá là đẹp, nhìn nơi để họp Phật đà, có cây bồ đề khá là đẹp các bạn. Ở tháp này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có gần 10 tầng các bạn. Chúng ta hãy cùng vào bên trong các bạn. Chùa cũng trong thời gian vừa rồi thì cũng có trùng tu lại các bạn, để chùa bây giờ thì vẫn còn giữ cái ván của khắc của ngày trước các bạn. Phía trước thì cũng đã đóng cửa mất rồi, mình đi phía sau. Chùa cũng đang lễ. Thank you.
chùa cũng có gìn giữ lại cái nét của ngày xưa các bạn ạ. Thế các bạn này, ngày xưa là chùa là nó còn được cái nét cổ nhỏ nhỏ của chùa ngày xưa đấy. Ngày xưa là vẫn dùng cái này, bây giờ thì khác rồi các bạn. Là cái nét cổ của lối đi chùa nhỏ ngày xưa, chùa đã được trùng tu lại khá là đẹp. Chùa có khuôn viên rộng lắm, đi là đẹp. Đây là phía trong các bạn. Chùa nhỏ ngày xưa thì nằm ở bên trong này, đã được trùng tu và xây dựng lại là đẹp. Đây có tháp nơi nghỉ ngơi. Hoa đại mùa này rụng hết rồi. Đây là cái hồ, cái khu này để cho du khách đến lễ Phật thì nghỉ ngơi ở đây. Đó, đây chúng là toàn cảnh của ngôi chùa các bạn. Chính nơi này là đã được in sách là Phật giáo Việt Nam và ván gỗ khắc vẫn còn là lưu trữ lại cho đến ngày nay. Đó, đây là cái lối đi mòn của chùa ngày xưa đấy các bạn. Nhà lợp mái ngói thông suốt sang bên trong này. Đây là nơi giảng đường các bạn. Cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình video về ngôi chùa Phúc Long này. Thì chùa được tọa lạc tại xã Phù Lãng. Đây cũng chính nơi đây cũng là nơi in ra những cuốn sách về Phật giáo và ván khắc của in còn chữ ngày chữ nhau ngày xưa. Và cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Trong video có gì sơ suất và mong các bạn, quý vị các bạn hãy lượng thứ. Trong video ngày hôm nay thì Khuê cũng xin được phép một chút về bản thân. Trên những cái chương trình video trước thì cũng có nhiều bạn là comment rằng là ai là bạn và ai là tôi, thì Khuê được video này được xin phép là nói về bản thân một chút để cho quý vị các bạn là xem chương trình cái kênh của Khuê Bắp của mình được biết rõ hơn. Và Khuê được sinh vào ngày 26 tháng 4 năm 1980 tại Bắc Ninh, hiện đang làm việc tại thành phố Bắc Ninh và sinh ra lớn lên thì cho đến bây giờ thì vẫn đang làm việc tại Bắc Ninh. Thì trong quá trình làm việc thì cũng có nhiều cái video và chia sẻ tới gửi tới quý vị các bạn về những ngôi chùa cổ và những nét đẹp Phật giáo của Việt Nam. Thì quý vị các bạn cũng đã biết là trên kênh của Khuê Bắp thì luôn luôn đồng hành và chia sẻ những cái video về nét đẹp văn hóa truyền thống và những cái nơi khu di tích lịch sử của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Thì mong quý vị các bạn nếu yêu mến kênh hãy để cho kênh một subscribe này và hãy đóng góp ý kiến bình luận. Yêu mến kênh thì hãy dành cho kênh một sub và một chia sẻ bình luận phía dưới để video sau được tốt hơn. Thì trong video có gì sơ suất thì mong quý vị các bạn hãy bỏ qua và thông cảm cho Khuê. Thì xin được tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình video tiếp theo. Bye bye.